Chương 3: Những cột mốc trưởng thành thuộc linh. Trả giá không bao giờ là kinh nghiệm một lần đủ cả. Cột mốc lớn đầu tiên trong đời cô là khi cô khoảng 14 tuổi. Đó là lần cô trở lại đạo. Cô đã kể câu chuyện này nhiều lần trong đời. Cô đã giải đáp cho điều có vẻ như là sự thuyết phục tối cao của Thánh Linh, chứ không qua một người nào cả. Vì cô xuất thân từ một nền tảng tôn giáo hơn là một nền tảng thuộc linh, và những hội thánh cô dự nhóm không bao giờ kêu gọi dân mình cả. Khi kể về sự trở lại đạo của mình, Catherine nói: "Khi ấy tôi đang đứng bên má, và kim đồng hồ của hội thánh chỉ 12 giờ kém 5 vào buổi trưa. Tôi không nhớ tên của vị mục sư. Một chữ trong bài giảng của ông thậm chí tôi cũng không nhớ. Nhưng có một điều gì đó đã xảy đến với tôi. Ngay bây giờ đây, điều ấy vẫn còn rõ ràng đối với tôi như hôm ấy vậy. Có một điều gì đó rất thực đã xảy ra với tôi. Khi tôi đứng đó, thì tôi bắt đầu run rẩy tới mức tôi không giữ được quyển thánh ca nữa. Cho nên tôi phải đặt nó lên ghế và nức nở. Tôi cảm thấy gánh nặng của sự cáo trách và tôi ý thức được rằng mình là một tội nhân. Tôi cảm giác như mình là người hèn hạ nhất, thấp kém nhất trên thế giới. Tuy nhiên, lúc ấy tôi chỉ là một cô gái 14 tuổi thôi. Trong ngôi nhà thờ giám lý bé nhỏ ấy, người ta không bao giờ kêu gọi dân mình. Tôi thường thấy điều ấy nơi những tín đồ mới, nhưng đối với tôi, điều ấy thật không giống tí nào. Tôi đã làm điều duy nhất mà tôi biết mình phải làm. Tôi luồn ra khỏi chỗ tôi đứng và đi đến hàng ghế đầu, ngồi xuống trong góc và khóc. Ồ, tôi khóc biết bao nhiêu. Rồi sinh vật Catherine non trẻ ấy cảm nhận được rằng đây là một dịp để mừng vui. Cô nói: "Tôi đã trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới. Gánh nặng được cất khỏi. Tôi kinh nghiệm được một điều và điều ấy không bao giờ rời bỏ tôi. Tôi đã được tái sanh và Đức Thánh Linh đã làm ngay chính điều mà Chúa Giêsu có lần bảo là Thánh Linh sẽ làm." Giăng đoạn 16 câu 8. Những năm Catherine sống ở Cornelia, đi nhà thờ là một phần lớn trong đời sống cũng như làm việc vậy. Tuy nhiên, cô thuộc về một gia đình tách khỏi giáo phái. Khoảng năm 1921, khi cô được tái sinh, thì cô cùng mẹ dự nhóm ở Hội Thánh Giám Lý. Mặc dù có sự kiện mẹ cô đã thôi làm tín đồ ở đó khi bà kết hôn với Joe Coleman, một tín đồ Baptist. Tuy nhiên, toàn thể gia đình từ năm 1922 đã liệt vào danh sách tín đồ của Hội Thánh Baptist, và vào năm 1958, đám tang của bà Emma Coleman được tổ chức ở Hội Thánh Baptist. Nhiều lần, Catherine đã ám chỉ đến trong các bài giảng của cô rằng ông ngoại Wackenhorst của cô đã đoán chắc rằng chỉ những người phái giám lý mới được vào thiên đàng. Tuy nhiên, cô cũng nói thêm rằng ông của cô chẳng biết một chút gì về việc tái sinh cả. "Nếu ngoại Wackenhorst được vô thiên đàng, tôi không chắc lắm. Nhưng nếu ông được vô, chắc đời ông bị một lần choáng váng khi thấy có những người giáo phái Baptist ở đó." Cũng ở một buổi nhóm đó, cô kể ông ngoại của cô đã thật sự từ mẹ cô khi bà kết hôn với một người Baptist. "Mẹ của cô dạy tại các buổi nhóm ở
Edward Leake cho thanh niên tại Hội Thánh Giám Lý lúc Catherine còn ở tuổi thiếu niên. Một người hàng xóm nói bà Coleman là một giáo viên kinh thánh xuất sắc. Bà Catherine cùng anh chị em cô hẳn đã nhận được một sự huấn luyện và dạy dỗ rất tốt tại nhà. Người hàng xóm cũng kể về việc đã nghe ai đó trong gia đình Coleman hát vào các buổi tối và có ai khác nữa chơi đàn piano. Cho dù mẹ của cô rất giỏi kinh thánh và là một giáo viên xuất sắc đi nữa, nhưng rõ ràng bà chưa được tái sanh. Mãi đến năm 1935, khi dự một trong những buổi nhóm của Catherine ở Denver, cuộc đời của Catherine tỏ ra rằng, giống như trường hợp của rất nhiều nhà lãnh đạo lớn của Hội Thánh ở thế kỷ chúng ta, chính Đức Chúa Trời đã chọn người nào để dấy lên trong một chức vụ cá biệt. Các nhà lãnh đạo thuộc linh lớn của Ngài không do con người làm nên, nhưng họ đã được dấy lên một cách siêu việt bởi Đức Chúa Trời và luôn luôn được hoàn thiện qua những đấu tranh và bão tố mà cô đã nói đến. Oral Roberts, Lester Sumrall và Kenneth Hagin, tất cả đều được dứt dậy từ giường chết và đã đi qua rất nhiều bão tố và bắt bớ. Tuy nhiên, sự hứa nguyện đi theo sự kêu gọi của Đức Chúa Trời trên đời sống của họ chưa bao giờ bị lay chuyển. Cha của Catherine chết mà chưa bao giờ được nghe cô giảng cả. Cho nên khi Hội Thánh Denver Revival Tabernacle được thành lập, cô đã mời mẹ mình tới thăm và dự các buổi nhóm. Sau khi buổi nhóm đầu tiên có mẹ cô dự kết thúc, Catherine đã đi vào phòng cầu nguyện sau bục giảng để cầu nguyện cho những người đã đáp ứng lời kêu gọi. Một vài phút sau, mẹ cô cũng bước vào phòng cầu nguyện và nói bà muốn biết Chúa Giêsu như Catherine đã biết Ngài. Catherine giờ đây nghẹn ngào vì nước mắt, đã đưa tay ra đặt lên gáy của mẹ cô. Ngay lúc ngón tay cô chạm vào, mẹ cô bắt đầu run rẩy và khóc. Cũng sự run rẩy và khóc mà Catherine còn nhớ khi cô đứng bên mẹ trong ngôi nhà thờ giám lý nhỏ bé ở Coneodia ấy. Nhưng lần này có một điều gì mới mẻ hơn. Mẹ cô ngẩng đầu lên và bắt đầu nói, lúc đầu chậm rồi mau hơn. Nhưng lời nói ấy không phải là tiếng Anh. Chúng là những âm thanh trong trẻo như tiếng chuông của một thứ tiếng xa lạ. Catherine quỳ gối cạnh bà, vừa khóc vừa cười. Khi Emma mở mắt ra, bà chồm đến Catherine và siết chặt cô. Đó là lần đầu tiên Catherine được mẹ ôm, theo như cô còn nhớ. Mẹ của cô suốt 3 ngày và 2 đêm sao không ngủ được. Bà đã là một người mới, Catherine nói, và suốt cuộc đời còn lại ở Concordia, Emma Coleman còn có một mối tương giao ngọt ngào, tuyệt diệu với Đức Thánh Linh. Kinh nghiệm đó hẳn đã mang đến sự chữa lành phần nào cho Catherine. Tuy nhiên, rõ ràng cô lo âu cho người cha yêu dấu của cô mà có lẽ chưa được tái sinh. Có những lúc cô nói quả quyết như cô không còn nghi ngờ gì nữa về việc ông đã ở bên Chúa. Nhưng ít nhất một lần, một cách riêng tư, cô đã bày tỏ sự buồn bực vì không biết chắc. Cô đã từng nói về việc cha cô có một ác cảm đối với các nhà truyền đạo. Trên thực tế, cô còn thêm cho nó mạnh hơn nhiều.
Joe Coleman khinh ghét các nhà truyền đạo. Cô thường nói, nếu cha cô thấy một mục sư đi xuống phố, thì ông sẽ băng qua đường để tránh nói chuyện với mục sư đó. Ông nghĩ tất cả mục sư giáo sĩ đều làm vì tiền. Ông chỉ đi nhà thờ vào những ngày lễ hoặc vào những buổi nhóm đặc biệt có Catherine lên đọc thuộc lòng Kinh Thánh. Theo như cô còn nhớ, ông không bao giờ cầu nguyện hoặc đọc Kinh Thánh cả. Vào buổi trưa Chủ nhật, khi Catherine trở lại đạo, lúc cô về nhà thì cha cô đang đứng trong bếp. Và cô đã chạy lại để kể cho ông nghe tin tức của mình, y như cô đã từng chạy đến kể cho ông mọi thứ xảy đến với cô trong những năm tháng trước. Khi kể chuyện, cô nhào vào lòng ông và nói: ba ơi, Chúa Giêsu vừa mới vào lòng con đó. Lãnh đạm ông nói: con cưng, ba vui lắm, ba vui lắm. Không bao giờ cô chắc được là ông có thật sự hiểu điều cô nói hay không. Tuy nhiên, cô đã chọn gia nhập hội thánh Baptist của cha hơn là hội thánh giám lý của má. Cho dù khi ấy, cô đã có suy nghĩ riêng của mình. Cột mốc thứ hai, bỏ nhà ra đi. Một tính cách khác của những con người được Đức Chúa Trời đại dụng là sự sẵn sàng bỏ rơi mọi thứ để vâng theo sự hướng dẫn của Ngài. Năm 1913, chị gái Myrtle của cô kết hôn với một nhà giảng Tin Lành, đẹp trai, trẻ tuổi, vừa mới học xong khóa học tại Viện Thần học Moody. Myrtle và Everest Perros đã làm công tác truyền giảng lều trại. Và năm 1923, khi Catherine mới 16 tuổi, cô và Myrtle đã thuyết phục cha mẹ rằng ý muốn của Đức Chúa Trời trên cô là cùng du hành với họ. Gia đình Perrot lúc ấy đang ở trong bang chớp bu của Oregon. Họ được quen biết với một giáo sư và là nhà truyền giảng Tin Lành trứ danh. Tiến sĩ Charles Priest là người đang làm chức vụ chữa bệnh và cũng là người đã giới thiệu họ đến việc báp têm bằng Đức Thánh Linh. Tuy nhiên, hầu như ngay từ đầu, cuộc hôn nhân với Perrot đã không được hạnh phúc. Kèm theo đó, sự căng thẳng về cái ăn, cái ở của Catherine rõ ràng đã không làm tình hình tốt đẹp hơn. Hẳn rất dễ cho cô sa vào tình cảm từ thương hại vào thời gian đó. Cô đảm nhiệm việc giặt giũ vào thứ hai, một thời khóa biểu nội trợ mà cô gọi là tôn giáo của mẹ cô, và ủi đồ vào thứ ba. Ủi đồ nghĩa là ủi những chiếc sơ mi trắng hồ cứng mà anh rể của cô mặc để đi giảng. Và bàn ủi là một thứ bàn ủi sắt nặng nề của thời mà người ta phải làm nóng lên bằng lò than hoặc củi. Đây không phải là công tác dễ dàng chút nào. Khi bài học nhẫn nại trong nghịch cảnh, bài học đã giúp ích cô rất nhiều những năm sau này, thì cô cũng học không chịu nhường bước cho những tình cảm từ thương hại mình. Nhiều sứ điệp sau này của cô đã thoát ra từ sự trưởng thành thuộc linh của cá nhân cô. Câu chuyện về một người phụ nữ chỉ nghĩ đến mình và tự thương hại mình, đến nỗi những tình cảm ấy đã tàn phá cuộc đời bà và những cuộc đời khác quanh bà, mà Catherine đã kể lại, cho thấy rằng Catherine đã học biết
rất rõ rằng sự tự thương thân là một kẻ hủy diệt. Cuộc đời bà ta bị bế tắc và bà ta đã quay hết cả vào mình. Thứ tình cảm vị kỷ đáng sợ ấy, giá mà bà ta kéo ra được khúc cây chủ chốt của tình cảm tự thương hại và chỉ nghĩ đến mình ấy. Giá mà bà ta xoay đổi trọng tâm từ bản thân sang Đức Chúa Trời, thì toàn bộ sự việc hẳn đã được tẩy rửa và khai phóng. Đó là một người phụ nữ mà người ta chưa hề được nghe bà nói: "Tôi xin lỗi." Hãy cẩn thận về con người ấy, xem họ có phải là người trong gia đình bạn không? Xem bạn có đang làm việc với họ không? Xem họ có phải là một nhân viên nào đó không? Hãy cẩn thận về con người không thể nói: "Tôi xin lỗi." Bạn sẽ thấy rằng người ấy chỉ nghĩ đến mình. Cũng như khi người phụ nữ ấy đi đến mức một ngày nọ nói rằng: "Tôi rất tiếc đã không chăm lo sức khỏe mình tốt hơn." Ngay khi ấy thì sự ăn năn của bà ta cũng có một sự quan tâm đến cái tôi. Bà ta đã hết cách rồi. Bà ta đã trói tay của Đức Chúa Trời lẫn con người. Đức Chúa Trời không thể giúp bà ta. Chồng bà cũng không thể giúp bà. Cho nên, vì sao bạn đã nghe tôi nói cả ngàn lần rằng Chúa Giêsu chỉ không thể giúp cho một loại người duy nhất? Loại người mà nơi người ấy không thể có sự tha tội. Đó là người không nói: "Tôi rất ân hận vì tội lỗi của mình." Một người vị kỷ như thế thường kéo bệnh tật đến với mình như một cục nam châm vậy. Catherine khi ở tuổi thiếu niên rõ ràng đã nhất quyết không chấp nhận cho tình cảm tự thương hại và chỉ nghĩ đến mình có chỗ đứng trong đời sống của cô. Cho dù có gì xảy ra với cô đi nữa, quyết tâm hành xử theo sự khôn ngoan thiên thượng được bày tỏ đã cho phép cô đi tiếp cột mốc kế tiếp. Cuộc đời của cô cho tôi thấy rằng mỗi cơ đốc nhân nếu học lời Ngài và cầu nguyện thì sẽ được Đức Chúa Trời bày tỏ cho những nguyên tắc như Catherine đã được. Cô luôn nói rằng mọi người đều có thể có được sự vận hành của Thánh Linh trong cuộc sống của mình, như cách cô đã được, chỉ cần họ sẵn sàng chịu trả giá. Trả giá không phải là kinh nghiệm một lần đủ cả. Nó bắt đầu với sự hứa nguyện tiên khởi và một hành động quả quyết để bắt đầu một cuộc đời trả giá. Thành phần của cái giá phải trả cho việc bước đi một cách thuộc linh, hầu cho Thánh Linh có thể cai trị tự do trong cuộc đời của bạn, là công nhận những nguyên tắc của Đức Chúa Trời khi Ngài làm cho bạn chú ý đến chúng. Như là nguyên tắc không cho phép tình cảm lấy cái tôi làm trung tâm chi phối bạn chẳng hạn, và phải quyết định xử lý nó. Cách thức diệt tận gốc rễ tình cảm lấy cái tôi làm trung tâm được tìm thấy trong lời phán của Chúa cho người Pharisee về các điều răn lớn nhất. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: "Người hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời người. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy. Người hãy yêu kẻ lân cận như mình. Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra." Ma-thi-ơ đoạn 22 từ câu 37 đến câu 40. Trong phong trào ân tứ Charismatic Move,
Chúng ta gọi việc giữ hai điều răn này là bước đi trong tình yêu thương. Catherine Kuhlman đã học được từ hồi còn trẻ rằng tính vị kỷ cũng như những tội lỗi có liên quan đến cái tôi như tự thương hại, tự nuông chiều, ngay cả tự ghét mình, tự đoán xét và lên án bản thân đều ngăn trở thánh linh. Có nhiều cột mốc khác trong cuộc đời của cô đã có nhiều lần và ở nhiều nơi. Cô đã có thể chọn thái độ không thuận phục những bài học được học qua nghịch cảnh hoặc không thuận theo sự tăng trưởng được gặt hái qua sự sửa trị của thánh linh. Nhưng may mắn thay cho hội thánh của Chúa Giêsu Christ ở thế kỷ 20 là cô đã lựa chọn đúng.